Chào em, ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập 17, trang 181. Tính đạo hàm của các hàm số sau. Câu A, y bằng 1 phần cos bình 3x. Câu A thì chúng ta sẽ có y phải bằng. Ở đây mình thấy có dạng là 1 trên v đạo hàm đúng không? 1 trên v đạo hàm thì sẽ bằng gì các bạn? Bằng trừ v phải trên v bình đúng không? Trừ v phẩy thì có nghĩa ở đây là trừ v là cos bình 3x, được chưa? Cos bình của 3x, v phẩy trên cho v bình có nghĩa là cos bình 3x mà bình nữa là thành cos mũ 4 của 3x. À, bằng. Rồi, cos bình của 3x đạo hàm, các bạn hiểu rằng là cos của 3x bình đạo hàm ha. Thì lúc này mình coi cái này như là u vậy đúng không? U bình đạo hàm thì chúng ta được là 2u nhân u phải đúng không? 2u là cos 3x nhân cho u phải. Được chưa? U phải là cos 3x phải. Ở đây là cos mũ 4 của 3x bằng. Cái cos 3x này với cos mũ 4 3x này chúng ta sẽ rút gọn đi ha. Mình sẽ rút gọn đi. Cái này mất đi 1. Rồi, còn ở đây là cos của 3x mà đạo hàm. Thì các bạn hiểu 3x là u đó. Cos u đạo hàm thì bằng u phẩy trừ u phẩy nhân cho sin u đúng không? Trừ u phải nhân sin u. Được chưa? Thì trừ với trừ đây là hết. Ha. U phải ở đây là 3x đạo hàm. Thì chúng ta được 3. 3 với 2 là 6. Được chưa? Sin u là sin của 3x. Ở đây chúng ta hồi nãy rút gọn với 3x rồi. Cos 3x rồi. Chúng ta còn lại cos mũ 3 của 3x. Rồi, mình xong câu A ha. Bây giờ chúng ta qua câu B. Câu B nhìn cái rùm ra ha. Y phải bằng. Mình cứ từ từ. Câu B là có dạng gì các bạn? U trên V ha. U trên V đạo hàm bằng U V trừ cho V U trên cho V bình ha. Như vậy thì UV là cos của căn bậc 2 của x bình cộng 1 ha. Mà đạo hàm. UV là với mẫu ha. X bình cộng 1 trừ cho vế là x bình cộng 1. U là cos của căn x bình cộng 1. UV trừ VU chia cho V bình. X bình cộng 1 bình. Bằng. Ở đây có dạng là cos U đạo hàm đúng không các bạn? Cos U đạo hàm. Thì bằng gì? Trừ U phải. Trừ U phải sin U đúng không? Được chưa? Rồi, nhân với cái này là x bình cộng 1. Rồi, tiếp theo mình có là căn u đạo hàm. Thì bằng u phải chia cho hai căn u. Được không? Căn u đạo hàm bằng u phải chia hai căn u. U phải ở đây là gì? U phải là x bình cộng 1 đúng không? U phải là x bình cộng 1 đạo hàm là bằng 2x. U phải chia cho 2 căn u. Căn u là x bình cộng 1. Rồi tiếp tục. Nhân thay vì cho chúng ta ghi điện tử ha. Cos của x bình cộng 1.
x bình cộng 1 bình phương. Rồi, ở đây là căn của x bình cộng 1 giống như này đúng không? Căn x bình cộng 1 này chúng ta sẽ được cái cụm này chứ nữa. Ha. Trong đó là số 2 này là hết ha. Được chưa? Cho nên là căn x bình cộng 1 thì chúng ta sẽ được gì? X chia cho căn x bình cộng 1. Rồi tiếp tục nhân cho cái cụm này đúng không? Thì ghi này trước ha, x bình cộng 1. Rồi tiếp theo là sin của căn x bình cộng 1 ha. Được chưa? Trừ, ở đây là x cos của x bình cộng 1 chia cho căn của x bình cộng 1. Tiếp tục cái mẫu là căn của x bình cộng 1 bình phương. Rồi tới đây thì chúng ta thấy là hai cái phân thức này cùng mẫu đúng không? Cùng mẫu thì chúng ta sẽ cộng cộng trừ các tử lại với nhau. Có nghĩa là lúc này ở tử này chúng ta sẽ được gì? X nhân cho căn x bình cộng 1 nè. Rồi nhân cho sin đúng không? Căn của x bình cộng 1 nè. Trừ cho x cos của căn x bình cộng 1. Rồi cái mẫu nè. Cái mẫu là căn x bình cộng 1 ha. Với chia cho cái mẫu này nữa ha, căn x bình cộng 1 bình nữa, có nghĩa là thành căn x bình cộng 1 mũ 3. Được chưa? Chia cho cái này rồi chia cho cái này nữa. Là chúng ta gộp lại ha. Chia cho cái này mũ 3. Rồi, tới đây thì mình thấy là ít ít giống nhau đúng không? Mình đặt nhân tử chung cho nó đẹp thôi. Thầy lấy ít ra ngoài. Thầy lấy ít ra ngoài. Chỗ này mình thiếu dấu trừ nữa đúng không các bạn? Ở đây có dấu trừ nữa nè. Ha. Dấu trừ thì dấu trừ nó sẽ nằm đây đúng không? Dấu trừ này nè. Nằm đây. Nằm đây. Vậy bây giờ thầy lấy trừ ít ra ngoài luôn ha. Thầy trừ ít ra ngoài luôn. Mình còn cái gì? Căn của x bình cộng 1 nè. Sin của căn x bình cộng 1 nè. Dấu trừ này mình lấy ra ngoài rồi. Còn cộng ha. X đây mình lấy ra ngoài rồi. Cos của x bình cộng 1. X bình cộng 1. Này là mũ 3. Được chưa? Câu B hơi dài thôi ha. Rồi bây giờ mình qua câu C nha. Thầy quay cũng gỡ lại bởi vì câu C khá dài. Thì câu C là y phải của chúng ta sẽ bằng cái gì? Mình có là U cộng V mà đạo hàm. Thì sẽ bằng U đạo hàm cộng cho V đạo hàm đúng không? U ở đây là 2 trừ cho x bình nè. Cos x nè. Được chưa? U đạo hàm cộng cho V là 2x sin x đạo hàm. Được chưa? U đạo hàm cộng cho V đạo hàm. Rồi. Ở đây mình sẽ tính từng cái đạo hàm thành phần ha. Thì ở đây lại tiếp tục có dạng là U nhân với V đạo hàm đúng không? Bằng gì? U phẩy V cộng V phẩy U đúng không? U phẩy V là 2 trừ cho x bình đạo hàm U phẩy V cộng cho V phẩy U. Được chưa? Cộng. Ở đây là U mình sẽ xem như là 2x ha. V là sin x. Thì đây cũng có dạng là U nhân V đạo hàm. Thì mình sẽ bằng là U phẩy V. U phẩy V. U phẩy V
cộng cho V phẩy U. Được chưa? Rồi. Hai đạo hàm bằng 0 ha, trừ 2x đạo hàm thì chúng ta được là x mũ 2 đạo hàm chúng ta được là trừ 2x nhân cho cos x. Cos x đạo hàm thì chúng ta được là sin x ha. 2 trừ cho x bình. 2x đạo hàm thì chúng ta được 2 sin x. Sin x đạo hàm thì chúng ta được là cos x. Ở đây là nhân cho 2x. Rồi mình thấy này, ở đây là trừ 2x cos x nè, ở đây là 2x cos x nè. Thì hai bạn này sẽ rút gọn cho nhau hết đúng không? Trừ cho 2x cos x, ở đây là cộng 2x cos x hết. Rồi tiếp tục chúng ta nhân vào ha. Trừ cho 2 sin x. Trừ với trừ thành cộng x bình sin x đúng không? Tiếp tục đây là 2 sin x. Rồi trừ 2 sin x với lại 2 sin x là hết. Được chưa? Thì kết quả chúng ta được gì? X bình sin x ha. Rồi mình xong câu C ha. Bây giờ mình qua câu D. Y phải sẽ bằng. Ở đây các bạn cũng xem như là U chia V đạo hàm thôi ha. U chia V đạo hàm. Từ bằng U phải V trừ V phải U chia cho V bình. U phải là U là cái tử ha. Sin x trừ x cos x. U phải V là cos x cộng cho x sin x. Trừ cho V phải U cos x cộng x sin x. U là sin x trừ cho x cos x. U phải V trừ cho V phải U chia cho V bình. Có nghĩa là cos x cộng cho x sin x bình. Thì để tránh cái việc mà viết đi viết lại cái mẫu nhiều lần thì tới đây chúng ta gọi là bằng A chia cho cos x cộng cho x sin x bình. Bây giờ mình tính A thôi ha, để mình khỏi viết lại nhiều lần. Thì trong đó A của chúng ta sẽ bằng cái này. Lúc này sin x đạo hàm thì chúng ta được là cos x, được chưa? Sin x đạo hàm chúng ta được cos x trừ cho x cos x đạo hàm ha. X cos x đạo hàm thì có dạng là u nhân v đạo hàm đúng không? U nhân v đạo hàm thì bằng u phải v trừ v phải u đúng không? U phải v trừ cho do dấu trừ trước nè. Cái này là bằng u phải v cộng v phải u mà do dấu trừ trước cho nên dấu này chúng ta biến thành dấu trừ ha. Mình bỏ ngoặc ra luôn đó. V phải u là cos x đạo hàm nhân cho x. Tiếp tục mình viết lại thôi. Cos x cộng cho x sin x trừ. Tiếp tục ở đây cos đạo hàm thì chúng ta được là trừ sin đúng không? Cộng cho ở đây là u nhân v đạo hàm. Cos x đạo hàm rồi u nhân v đạo hàm chứ nữa bằng u phải v cộng v phải u ha. U phải v cộng cho v phải u nhân cho
sin x trừ cho x cos x rồi bây giờ mình rút gọn thì x đạo hàm là bằng 1 đúng không? X đạo hàm bằng 1. Thì lúc này là cos x mà trừ cho cos x thì hết. Được chưa? Ở đây cũng vậy. Sin x đạo hàm thì bằng 1 ha, thì lúc này là trừ sin cộng với sin cũng hết. Rồi. Mình còn cái gì? Lúc này ở đây là mình có là cos x đạo hàm là bằng trừ sin x. Trừ với trừ là thành cộng đúng không? Là mình được là x sin x nhân cho cos x cộng cho x sin x trừ. Ở đây là sin x đạo hàm. Ha, sin x đạo hàm thì chúng ta được là cos x, được chưa? Thầy bỏ ngoặc ra luôn. Thì đây là cos x nhân x. Cos x sin x thầy viết lại nè trừ cho x cos x. Rồi bây giờ chúng ta nhân vô thì chúng ta sẽ rút gọn được, bởi vì ở đây thầy thấy nè x sin x cos x nè, ở đây cũng x sin x cos x nè ha. Chúng ta sẽ nhân vào x nè sin x nè cos x nè cộng cho x nhân x là x bình sin x là sin bình x đúng không? Trừ cho x sin x cos x nè, x sin x cos x nè, trừ với trừ thành cộng đúng không? X nhân x là x bình này, cos x với cos x là cos bình x. Đó, lúc này thì các bạn có thể thấy là ở đây là trừ x sin x cos x, ở đây là x sin x cos x, hai bạn này đối nhau sẽ hết ha. Rồi ở đây x bình sin bình x cộng x bình cos bình x thì mình sẽ lấy x bình ra ngoài đúng không? Mình sẽ lấy x bình ra ngoài, mình còn gì? Mình còn sin bình x cộng cho cos bình x đúng không? Thì mình biết rồi ha, cái này muôn thuở rồi. Sin bình x cộng cos bình x thì luôn luôn bằng 1 ha. Cuối cùng mình còn lại x bình. Có nghĩa là A của chúng ta là bằng x bình đúng không? Vậy thì chỗ đây là x bình chứ nữa. Ha. Vậy. Y phải của chúng ta sẽ bằng thế vào A ha. X bình. Ở đây là cos x cộng cho x sin x. Tất cả bình. Rồi, chúng ta xong bài 17 trang 181. Rồi, chào các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau.